Samsung AI TV và loa thanh Q Series âm sắc đỉnh cao, thanh hạng giải trí. Hello mọi người, hello mọi người. Hello. Hello anh. Hello anh. Hello mọi người. Welcome back. Welcome back. Em đây, em đây. Hello anh. Hai ba. Trời ơi. Em đó không tin anh nhìn xem nên từ một phút thôi đó mà tin đã bắt anh. Sao lại đi vô diễn hít drama lại lần nữa. Hít drama một hơi, hít drama một hơi. Rồi coi luôn nha. Rồi tuyệt vời. Ủng anh nói nè, ủng hộ ai nói đi. Ủng hộ ai nói đi. Anh ủng hộ ai nói đi. À, người anh ủng, người anh ủng hộ thì thì đi mất rồi. Đây hả? Ai hả? Người già nhất chương trình. Team đầu tiên đó, team đầu tiên đó, em là chị ạ. À? Em là người bị loại ạ. À? Em là người bị loại. Hello Lily. Sao vậy? Anh là người bị loại ở vòng trước. Em chào chị. Em chào chị. Hello em. Dạ. Em nghe có phần dance battle. Wow. Nên là em dùng cái năng lượng của mình là tràn vào. Lên đi tiếp luôn. À được. Hợp lý nha. Làm cái đi. Hay quá. Hay quá. Đây nghe nè. Bệnh viện nó xa chỗ này lắm, nó không tới kịp đâu. À anh Nicky, anh thấy như thế nào khi mà Dương Domic với lại Ryder là đội trưởng luôn, hai thành viên của Hào Quang bây giờ là đội trưởng luôn? Ghê không, ghê không? Vô tay, vô tay, vô tay. Nhưng còn cái nữa, em không phải đội trưởng đúng không? Vô tay, vô tay. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá. Không sao, anh cô không phải đội trưởng luôn. Biết chưa? Thuốc giống kiểu kia, thuốc. Sao cái nào em làm nhanh lắm. Đâu nè nè, làm ơi, làm đâu, đi đâu, rồi. Đâu đâu nè, làm giống mi nè. Rồi rồi. Đâu. Làm sao, làm sao. Nè để chút đã. Không, từ từ. Nó sao ta. Kiểu thuốc kinh á. Đó đó đó. Em làm gì đi. Đâu anh làm xem, anh làm xem. Là gì nè, giúp làm xem. Làm cái gì. Cái thuốc kinh gì đó cái mà... Nè làm giống cái động tác của mi á. Vụ nè, hỏi sư phụ. Anh làm có cái đà gì để hốc lên ra sao chứ? Đây nhá, em nhấc cái chân này. Có đà, có đà, có đà. Em làm cái này giỏi, em làm cái động tác này nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Cái động tác đó, 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 giống giống vậy đó. Ở ra đó, ra rồi. Thấy mấy chị ở không quá, thôi giờ mình battle đen đi, mấy chị nữ battle đen với nhau đi. Đúng rồi đó. Không phải em không phải nữ, em tâm lý nữ rồi, không phải nữ. Xin mời đội trưởng Webby ạ. Dạ vâng. Thì hôm nay bọn em đến với cả một tâm thế là bài hay nhất rồi. Dạ dạ dạ. Đặc sản của chương trình là khiêm tốn. Vâng, bây giờ là chỉ trông chờ sự tự tin của tất cả anh em là lên là đốt cháy sân khấu thôi ạ. Good luck, good luck. Thế còn Orange thì sao em? Với một dàn Mỹ Nam thần luôn, em còn giữ được bình tĩnh khi trình diễn không? Dạ, bài hát tên là Ngáo Ngơ mà anh, bình tĩnh chi? Đúng rồi, với những nhan sắc này thì không nên bình tĩnh. Thật ra thì ngoài cái chuyện là đẹp trai ra thì em thấy là đội của em rất là đúng tinh thần, là ai cũng ngáo hết. Ngáo ngơ thôi nhưng mà đừng ngỗ nghịch nha tụi em. Có đâu anh. Em nghĩ là Orange đang tung hỏa mù cho đội khác thôi. Còn về tinh thần nhóm của Hiếu thứ hai tới đây là bọn em đã đó, mở hổm nè. Như kiểu là một văn mẫu cho tất cả các nhóm chép lại. Wow, amazing. Thích thái độ đủ ghê thiệt á. Mặc dù nó nói những cái chuyện mà nó rất là incredible nhưng mà nghe như thiệt. Cái niềm tin của anh Tú nó mãnh liệt, công nhận. Bình thường á, anh Tết gáy á, là không có cơ sở. Hôm nay anh tự tin hơn hẳn. Hôm nay là anh có cơ sở lắm anh ơi. Cô biết động thành viên của anh thường hay gáy đúng không? Đúng rồi anh. Nhưng hôm nay là có cơ sở. Có cơ sở đàng hoàng. Wow, một lời khẳng định chắc định nha các bạn ạ. Chúng ta hỏi những món quà Hàn Quốc ở trên kia thì bộ đồ mà nhẹ nhàng như thế này thì chắc là team thì team nhẹ nhàng hả? Dạ không ạ, không có nhẹ. Không nhẹ nhàng. Nặng ký, nặng ký. Nặng ký nha. Atos bảo là bây giờ có bài văn mẫu để cho các bên chép. Bọn em xin phép là không thèm chép luôn. Bọn em là học sinh cá biệt. À, đấy giấy trắng, đấy giấy trắng. Bọn em top 2 thì top 2, top 1. Chưa
ai xé quà chứ biết bên trong là gì đúng không? Ok nha. Tôi không biết đưa cái đội này về một cái thành phần gì tại vì nó bị rối các bạn. Leo núi đồ đó. Tôi không biết ý đồ của các bạn là gì ạ. Dạ tụi em chọn cái phong cách là sắc màu tại thấy mọi người trung tính quá tụi em muốn nổi bật. Hay quá. Trung tính quá mình trung phải cá tính lên. Dạ đúng vậy. Tiêu chí của tụi em là we come to make hit cho nên là em nghĩ đây lại là một cú hit nữa. Cái tâm thế ngày thi hôm nay của tụi em á thì không có trên top 2 thì cũng ngang top 1 thôi. Tốt, 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 tinh thần rất là tốt. Cái độ màu đỏ này là tôi thấy là máu lửa đó. Bọn em là red flag anh ạ. Red flag. À flag luôn hả? Red flag. Đức Phúc em có đủ sức để diễn đến cái đoạn cuối không? Anh thấy bộ đồ có vẻ hơi mát mẻ. Em hy vọng rằng là em sẽ cố gắng làm hết mình để có thể là diễn cùng với đồng đội của mình mà không bị ngã trên sân khấu. Hôm nay anh thấy là Phúc với lại Rider là hai cái tóc này thì chắc là cũng chịu đựng da đầu dữ lắm hả? Dạ dạ. Bọn em cũng cùng một chỗ luôn. Cùng giờ luôn đấy. Không sao, anh hiểu mà. Từ ngày tụi em quen Win Lê thì ai đầu tóc cũng như vậy thôi. Win Lê bỏ mối rồi. Dạ, với sự tự tin của nhóm em thì em không biết các nhóm khác đã làm gì, còn nhóm em chỉ làm tóc thôi ạ. Wow. Thấy ghét thiệt chứ. Em ơi, ngoài làm tóc em còn làm màu hay lắm á nha. Xin cho hỏi Tờ Linh đâu ạ? Dạ, thực ra là bọn em đang giữ bí mật Tờ Linh ạ. Tại vì bọn em sợ làm các đội khác mất tự tin. Có đâu, có đâu, có đó, có đó. Là anh trai nào cũng rất là khiêm tốn nha. Ăn nói nhẹ nhàng, rất là humble luôn. Samsung AI TV và loạt thanh Kill Series âm sắc đỉnh cao, thanh hạng giải trí. Các anh trai định đoạt và Bảo Anh sẽ gắn liền với ca khúc này. Và mời Bảo Anh cùng với các anh trai cùng nghe bản demo đầu tiên. Bài hát Cứ để anh ta rời đi. Bảo Anh, em có thích cái màu nhạc này không? Em nghe cái beat cũng hấp dẫn của em. Nhưng mà nó sẽ không phải là cái beat cuối cùng đâu, bởi vì các anh trai về sẽ xào nấu lại rồi renew lại. Yeah. Em cũng rất là mong chờ xem là các anh trai sẽ làm như thế nào, xem là bùng nổ ra sao. Bài này có hợp gu của đội nào không ạ? Hợp tết anh ạ. Ok. Thôi đòi phải đợi nghe thêm. Thật ra là hiện nay là mọi người đang chơi chiêu, không nói ra cái ý nghĩa của mình. Ok. Rồi, anh mời Bảo Anh ngồi chơi chút xíu nha. Và một tràng pháo tay để chào đón vị khách mời nữ thứ hai ạ. Hôm nay em đến đây em thấy sao giữa một dàn các chàng trai đẹp? Nhiều trai quá anh ơi. Nhiều trai quá anh ơi. Đúng rồi. Thật ra là tia trai là một phần, nhưng mà canh chừng để ghiếp là nhiều phần. Tại vì là cũng muốn quan sát coi là con trai của mình ở trong show này là có đứng đắn hay không. Thì đúng như dự đoán là không hề. Em cũng có nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Những con người đã lăn lê vào lớp cùng với em từ những năm tháng chưa có gì. Ví dụ như anh Isaac. À không, không, dạ. cái cục thịt, cái bơ. Trời ơi, cái cục thịt nữa chứ. Đây là anh Ali nè. Anh Tú nè. Nhiều lắm, thấy rất nhiều quen. Eric nữa, chị Son nữa nè. Em có hổng ngư ai trong này không? Dạ cũng nhiều lắm, không có tiện nói tên. Không nói đúng không? Thôi mình giấu đi, mình gửi mail cho nhau. Các bạn ơi, Orange của chúng ta sẽ đi đôi với ca khúc nào đây? Hãy cùng nghe nhé. Ngáo ngơ. Ủa? Ngáo ngơ luôn. Dễ thương. Biến mất. Anh chấp nhận thôi, chấp nhận thôi, chấp nhận
Chia tay nhau rồi. Ở đây ai ế chia tay rồi thì là chúng ta về rồi. Ai đang chia tay nhau rồi không ạ? Không muốn hát cái từ chia tay nhau rồi, nó hơi phong thủy nhá. Anh Tú thì là anh tắt ra. Thưa quý vị, Orange cũng sẽ về với đội nào đó là do định mệnh của các anh trai sẽ đưa đẩy em như thế nào đó. Nhưng mà em nghĩ như thế nào về bài hát này? Khi mà nghe demo thì thật sự là Cam cũng bị ngớ ngơ luôn, nghe cái demo luôn. Vì mọi thứ nó đều là rất là khác với những sở trường của Cam. Và chúng ta chào đón Orange. Anh ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây luôn. Và đây là vị khách mời nữ tiếp theo. Mọi người ạ. Hôm nay em đến đây em thấy sao? Trời ơi em run mà em đang kiểu tay em ra như này luôn này. Tại sao run? Tại vì em đang đứng trước rất nhiều những anh trai đẹp trai ngày hôm nay. Ok. Em ngại quá. Nhưng mà các bạn đã biết là Vũ Thông Minh của chúng ta là một cô gái nha, vừa hát được, vừa sáng tác được nhá. Nhảy giỏi nhá. Yes. Tư duy âm nhạc văn minh nhá. Anh ơi, My viết nhiều bài hay lắm. Team nào mà chọn mà về được với Vũ Thông Minh thì tôi nghĩ là cũng có nhiều trò để làm lắm đây. Và Vũ Thông Minh của chúng ta ngày hôm nay sẽ gắn liền với ca khúc gì? Mời Vũ Thông Minh cùng các bạn nghe demo. Vũ Thông Minh có thích cái vibe nhạc này không? Thực sự đây là một cái vibe nhạc mà không quá nhanh, không quá chậm, nó rất là chill. Và đây cũng là một cái nhạc mà bình thường em hay nghe. Sở trường của em luôn. Dạ, đấy. Sở trường của em, tại vì những cái bài hát em đã mới vừa ra mắt, cái nhịp điệu cũng, cái groove cũng như thế này. Mà tôi thấy là nếu mà Vũ Thảo My mà về với đội của ai thì không chừng là cái người này là tham gia vào đồng sáng tác thêm cho bài hát luôn. Dạ, tại vì em cũng tự viết nhạc và tự vocal produce cho bản thân mình. Đấy. Nên là em nghĩ là em sẽ đóng góp được khá là nhiều cho anh trai. Và cảm ơn Vũ Thảo My, chào đón em đến với anh trai Say Hi. Welcome. Chúng ta gặp gỡ vị khách mời tiếp theo. Theo cái lịch của Ly á là Ly đã, bây giờ Ly đã ở Hàn rồi, nhưng mà Ly đã không có nói cho ai hết. Một chào tất cả, để chào Ly. Ly có sự tính toán hen. Ly ơi, em đừng có làm những điều ai cũng đoán được nha. Hả, em đâu có đi đoán như vậy. Bình thường á, anh Tú anh rất là hề hước mà rất là kiểu mà hay xàm á. Nhưng mà Lily vừa bước vào thì các bạn anh sửa ngắt liền. Đúng là nhà nào cũng phải có nóc. Đúng rồi, anh Tú cũng vậy, đừng làm những điều mà ai cũng đoán. Anh ơi, đừng vội nói gì. Người nghe nhạc. Mời Lily đến đây là để dập anh Tú. Đừng có giành giật em như vậy mà, đừng có giành giật em. Không có, chưa luôn á. Hôm nay em đến đây, tâm trạng của em như thế nào? Dạ, em rất là vui và hạnh phúc khi mà được đến đây cùng với các anh trai rất là tài năng như thế này. Em hy vọng rằng là mình sẽ có thể góp một chút gì đó nhỏ xíu trong cái phần trình diễn của anh trai. Ok, như Isaac nói từ nãy giờ là nhìn vô thì ai cũng biết những gì đang xảy ra rồi. Thì nếu như có một lựa chọn thì em có mong muốn được về với đội của đội trưởng anh Tú hay không ạ? Hay là em muốn đối với một người đàn ông nào khác vững vàng hơn để cho em dựa vào và để đấu lại? Vững vàng hơn là sao? Đủ vững rồi. Đủ vững rồi. Thực ra... Em cứ bình tĩnh vững hay không để người ta nói. Mời em nói là sự thật. Thực ra thì khi đến đây á, rất là nhiều anh trai rất tài năng, rất là đẹp trai như thế này thì đôi mắt em nhìn ai cũng vậy.
nhưng mà cái ánh mắt em nhìn ai không giống nhau. Ờ đúng. Cho nên là em đã có sự lựa chọn của mình rồi, nhưng mà theo em biết thì em không được chọn mà, đúng không anh? Đúng rồi, cuộc đời nó sẽ đưa đẩy mình. Nhưng anh nói là nếu em được chọn, em có muốn trở về với những gì quen thuộc hay không? Hay em muốn một trải nghiệm mới hơn? Cái này thực ra là em thấy quen thuộc nó cũng là một cái hay. À đó. Dạ. Rồi, vậy là người ta hiểu nhau. Người ta làm việc người ta hiểu nhau. Không có nhân. Không có nhân luôn. Dạ chán sao cái gì mà regular quá vậy? Không, thực ra thì em vào đội ai cũng được, tại vì các anh trai ở đây đều rất là tài năng. Nhưng mà nếu được chọn thì vẫn sẽ là anh Tú nha. Bây giờ hãy xem là Lily của chúng ta sẽ gắn liền với ca khúc nào trong vòng live stage 3 này nhá. Xin mời. Hoàng Dũng hả? Hoàng Dũng biết hả? Hoàng Dũng. Ông Hoàng Dũng hả? Hoàng Dũng. Xin xe gì vậy? Người tình của nắng. Gọi em là người tình của nắng. Mái tóc em là mây, lấp lánh trên bờ vai trời. Đẹp như anh, đẹp như em từng trời. Em cho anh đắm say, mỗi bước em từng qua. Phố xa như muốn hát ra. Chờ anh với, chờ anh với chờ. Người tình của nắng. Dễ thương nha. Đúng với lại vibe của Lily luôn. Dễ thương đáng yêu. Thực ra em muốn nói với anh, các anh trai ấy, cái bài này tuy là dễ thương như vậy, nhưng mà nếu mà mình có thể làm mới nó theo một cái cách mà nó khác lại đi một tí thì nó sẽ rất là hay ho. Một khi Ly đã tới đây thì Ly mang một cái tinh thần rất là hơn thua. Yên tâm, anh chắc chắn là khi mà về thì mọi người chúng ta sẽ cùng nhau xào nấu và làm ca khúc mới lại. Và hy vọng là Lily sẽ về được với một cái đội có thể làm cho Lily thay đổi nhiều hơn. Ok, chúng ta chào đón Lily đến với chương trình. Tiếp theo là ca khúc nào đây? Mời nghe. Regret. Ồ, cái bài này là lát nước ăn đó. Tin chắc đây cũng sẽ là một quả bom và tất cả mọi người cần phải kiên dè. Yeah. Và vị khách mời nữ cuối cùng của Live Stage 3, xin mời. Hello, Tử Linh xin phép gửi một lời chào trân trọng nhất đến tất cả các khán giả đang đón xem chương trình Anh Trai Say Hi. Và Tử Linh cũng muốn gửi một lời chào đến anh Trấn Thành, các anh trai và toàn bộ ekip sản xuất của chương trình. Tử Linh rất là vui và vinh dự khi được nhận lời mời sẽ tham gia vào một tập sắp tới của Anh Trai Say Hi. Và theo những gì mà Tử Linh đã thấy thì hai vòng vừa rồi mọi người đã rất là vui, rất là hay, sân khấu được rất là đầu tư, nhạc cũng rất là hay. Thế là Tử Linh rất là háo hức, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chúng mình cùng đón chờ nhé. Nếu lúc đó Linh về thì mai, và nếu lúc đó ta về bên nhau. Tử Linh, Tử Linh. Yes sir. Hey. Ok. Yeah. 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 Đó là Tử Linh. Em yêu chị, wow. Tử Linh. Và mình rất bất ngờ khi Tử Linh có mặt ở đây luôn. Mình không thể nào nghĩ được Tử Linh sẽ tham gia. Kiều rất là muốn vô đội của Tử Linh. Mặc dù cái bài nó như thế nào đi chăng nữa, nó ý của Pháp Kiều luôn sẽ chọn Tử Linh vào đội. Và Tử Linh của chúng ta sẽ cùng gắn liền với ca khúc nào đây? Xin mời. Go. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa nghe xong 6 bản demo. Và cũng như các bạn đã biết được 6 cô gái sẽ kết hợp với chúng ta trong vòng live stage 3 là ai rồi, phải không ạ? Yeah. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó là Bảo Anh. Yeah.
Vũ Thảo My, Orange, Lily, Madeline.